lạc với audio thi công hệ thống âm thanh hội trường sân khấu cho công ty Sangwoo ở Bắc Ninh, khu công nghiệp Thuận Thành 3 Bắc Ninh. Thì hệ thống này cơ bản thì sẽ gồm một cặp loa súp, loa súp đôi và 5 cặp loa hội trường của DB Acoustic. Bản mixer rất là dòng mixer chính hãng nhé, mixer Behringer, con này chính hãng luôn, 2442 USB. Đây là Villa Catavi S800. Đây là cắt cốt crossover 24XL, cục đẩy DBK650, DBTK4850. Và đây là cục đẩy đáy súp XK1600 cũng của DBS. Dây thì mình sẽ đi cẩn thận, là đi hẳn ống gen luôn trong dây. Mỗi một dây loa sẽ đi một ống gen để tránh chuột. Đây, giờ này chuột nó sẽ cắn nên là mình sẽ đi. Bạn kỹ thuật đang đục tường, khoan tường để bắt giá, đắt trên loa đây. Đấy, giá này rất là khỏe, giá này đỡ thoải mái luôn. Chỉ cần 4 con ốc này, ở đây là nở sát nhá, nở sát nên là rất là chắc. Chỉ cần 4 ốc là đủ treo con loa. Như vừa đấy mình cho các bạn xem đấy, cần nó dài vừa tầm như này là rất là ok, nó không bị dài quá thì nó chịu lực khỏe. Đây thêm một thanh rằng nữa đây. Không gian này là 10 con loa nhé, cứ 5 cặp. Đây loa thì mình vừa cho các bạn xem rồi, đúng không? Xem lại lần nữa nhé. Đây, DB Acoustic. Búa không? Quay này. Hả? Đấy, bạn kỹ thuật em này thì rất chuyên nghiệp. Đây bây giờ bạn kỹ thuật đang thi công là đấu dây rắc lưu trích vào loa. Đây là các loa sau khi mà đã sau khi treo xong đây. Dây là luồn ruột gà 100% các bạn nhé. Đây ruột gà đây. Trần thế này lắp ruột gà thì yên tâm luôn. Tất cả các dây đều dùng ruột gà hết. Đây là ruột gà của loa đây. DB Acoustic. Đây loa, các loa treo đây. Đây là ống gen, ruột gà, ống ruột gà. Đây một con loa sau khi mà đã hoàn tất đấu răng lưu trích, và cái thời đã đấu xong răng lưu trích. Mà đã xa, nếu hôm nay
Thank you.